Chùa Thiên Ấn có kiến trúc đơn giản, nhà phương trượng của chùa được xây dựng theo kiểu nhà rường. Chùa nằm trên một thế đất riêng, trong tâm tưởng của người dân Quảng Ngãi, đó là đỉnh núi Thiên Ấn. Đứng ở giữa sân chùa, du khách có thể quan sát được cả không gian bao la, rộng lớn xung quanh, đặc biệt là dòng sông Trà Khúc hiền hòa, thơ mộng. Trong khuôn viên chùa có một giếng cổ sâu đến hơn 50 thước, nước trong và ngọt. Tương truyền, sau khi dựng chùa xong thấy hiếm nước, sư tổ chùa đã tự mình đào giếng suốt 20 năm. Đào xong thì sư mất nên giếng được gọi là giếng Phật. Trong chùa còn có quả chuông lớn, hay còn gọi là tục gọi là chuông thần, được thỉnh về làng Đúc, đồng Chí Tượng, nay là xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, vào năm 1845. Hiện nay, chuông được treo ở bên trái chính điện của chùa. Phía đông chùa, nằm bên hàng cây đại thụ là khuôn viên mộ với một ngôi bủ tháp được xây dựng nhiều tầng theo số lẻ 3, 5, 7, 9, mang hình hoa sen. Một đồn 10, 10 đồn 100, ai cũng tìm cách để mục sở thị giếng Phật. Người dân khắp nơi đổ về giếng Phật mong múc được một ca nước giếng thiêng mà uống. Cụ Nguyễn Thúy, 60 tuổi, ở tỉnh Quảng Nam hồi hộp nói, tôi nghe mọi người nói, ở chùa Thiên Ấn có giếng Phật, ai đang ốm đau, đi viện trả về, nhưng uống nước giếng Phật thì khỏe mạnh trở lại. Ông nhà tôi đang mắc bệnh lao phổi trong tình trạng nguy kịch. Tôi tuổi đã cao, đường xá lại xa xôi, nhưng cũng phải lên đây để xin Phật một ít nước về cho ông uống, để coi tình bệnh có khỏi không. Giếng Phật được đào từ lúc khai sơn phá thạch, câu chuyện về nhà sư đào giếng đã lưu truyền rộng rãi trong dân gian và được người gọi ghi lại trong các thư tịch cổ mà nhà Phật xem là những Phật thoại. Tương truyền rằng, giếng đào mất 20 năm mới được hoàn thành, và đây là giếng khai sinh cho sư sống, cho sự sống cả vùng núi Thiên Ấn. Sau bao nhiêu năm vỡ núi, tìm nguồn nước, vị sư trụ trì đã đụng đến viên đá tảng khổng lồ, chắn ngang nguồn nước. Tưởng rằng vô dụng, đêm về, vị sư đã được báo mộng, phải nạy tảng đá đó, lên sẽ tìm được nguồn nước thiêng, đúng như lời báo mộng. Ngay sau đó, các vị sư đã tìm cách nạy tảng đá lên, thì một nguồn nước tới phun từ đáy giếng lên. Cũng lúc đó, các vị sư hóa thành dòng nước biến mất. Sự biến mất kỳ bí ấy, các vị sư đào giếng đó, người dân núi Ấn đã có thơ cầu truyền miệng. Ông thầy đào giếng trên non, đến khi có nước không còn tăm hơi. Từ sự kỳ lạ đó mà giếng xưa đã được người dân đặt tên là giếng Phật. Bây giờ giếng vẫn còn nguyên vẹn, nước trong xanh, thành giếng được bao phủ đầy rêu phong, xung quanh giếng được răng bởi lưới bảo vệ. Mỗi năm có đến hàng nghìn khách thập phương đến nơi giếng Phật uống nước thiêng để bảo khỏa nước giếng để mong điều thần bí đến với mình. Cụ Nguyễn Linh, vị cao niên huyện Sơn Tịnh kể, từ đời cố, đời ông cho đến đời tôi sinh ra, đã nghe kể về giếng Phật ở chùa Thiên Ấn rồi, nhưng nguồn gốc về cái giếng ấy thì vẫn chưa rõ ràng chính xác. Còn uống nước giếng thiêng để gột rửa bụi trần và tác dụng khác thì được rất nhiều người khắp nơi tìm đến đây để thưởng thức. Nước giếng Phật chữa bách bệnh, một trong những điều bí ẩn đến bây giờ vẫn chưa có thể lý giải được, đó là nước giếng có tác dụng như người ta đồn thổi từ lâu nay hay không. Liệu rằng uống nước giếng Phật sẽ được trường thọ, chữa bách bệnh, gột rửa tội lỗi, phàm tục cho mỗi con người để trở nên trong sạch hơn hay không, và còn nhiều lời nguyền từ giếng Phật nữa. Điều bí ẩn về các vị sư đào giếng rồi mất tích luôn cũng được do lưu truyền, nhưng có thể hiểu được bởi đó là hình ảnh đã được Phật hóa vì sự hy sinh của những người đầu tiên khai sơn phá thạch, đào giếng đem lại nguồn nước cho cả vùng, có thể là các vị sư hay là người dân. Nhưng chưa có cơ sở để cho rằng nước giếng có tác dụng kỳ lạ, người dân đã đổ xô về chùa mong được uống một ngụm nước trường sinh. Việc giếng Phật có thể chữa bách bệnh đang còn phải chờ cơ quan chức năng kiểm tra. Nhưng việc người dân đổ về chùa Thiên Ấn đang gây ra tình trạng hỗn loạn chốn tâm linh, khiến nhiều kẻ lợi dụng trục lợi làm tình hình an ninh trật tự ở đây trở nên phức tạp hơn. Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Chủ tịch thị trấn Sơn Tịnh cho biết, giếng ở chùa Thiên Ấn không bao giờ cạn là có thật. Dù múc hay dùng máy bơm cũng vậy, nước trong xanh, mát, ngọt, nhưng nước giếng biến thành nước thiêng, chữa bách bệnh, gột rửa hết tội lỗi thì chưa được khoa học kiểm nghiệm xác minh. Chúng tôi mong người dân không nên đồn thổi mà lại sai sự thật.